Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, mặt trận nóng nhất chiến trường tiếp tục ở tỉnh Donetsk. Theo tờ Kiev Independent, các quan chức Ukraine cho rằng, trong ngày 12 tháng 7, nhiều địa phương trên khắp Ukraine hứng chịu đòn tấn công mà Kiev quy là do Nga làm. Các đòn tấn công này khiến 7 dân thường thiệt mạng và 43 người bị thương, trong đó có trẻ em. Lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã bắn hạ tất cả 5 tên lửa hành trình KH-101 nhắm vào thành phố Starostyan-Inip, tỉnh Khmelnytskaya, cũng như là 11 trên 19 máy bay không người lái UAV dòng Shahed trong đêm. Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk, ông Serhiy Lysak nói rằng, quân Nga ngày qua dùng lực tấn công UAV và đội Đại Bác vào thành phố Nikopol thuộc tỉnh này, khiến 2 người bị thương. Tỉnh trưởng tỉnh Donetsk, ông Vadim Vilaskin cho biết có 4 người thiệt mạng và 21 người bị thương trong đợt tấn công vào các lực lượng Nga ở tỉnh này trong ngày qua. Theo tỉnh trưởng tỉnh Kharkov, ông Oleksiy Nahubot, các đòn tấn công của quân Nga vào tỉnh này khiến cho 3 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Tại tỉnh Kherson, quân Nga cũng dùng lực tấn công khiến cho 7 người bị thương. Tại tỉnh Kherson, quân Nga đã dùng lực tấn công khiến cho 7 người bị thương. Tỉnh trưởng Kherson, ông Oleksandr Roskutin cho biết rằng các đòn đánh của quân Moscow còn khiến cho nhiều cơ sở hạ tầng, đường ống dẫn khí đốt, doanh nghiệp nông nghiệp và xã hội, các tòa nhà dân cư và tài sản khác trong khu vực bị hư hại nghiêm trọng. Các tỉnh Sumy, Chernihiv, Kiev, Luhansk, Mykolaiv và Zaporizhia cũng bị tấn công nhưng không có thương vong nào được báo cáo. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Nga thực hiện 39 cuộc tấn công bằng vũ khí, chính xác và UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự và căn cứ không quân của Ukraine trong tuần qua. Theo Bộ Quốc phòng Nga, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 7, lực lượng vũ trang Nga thực hiện 39 cuộc tấn công tổng hợp bằng các vũ khí chính xác, tầm xa phóng từ trên không và trên biển, cũng như là UAV nhằm vào các mục tiêu của Ukraine. Các mục tiêu này bao gồm căn cứ không quân, doanh nghiệp công nghiệp quân sự, cơ sở năng lượng, xưởng lắp ráp vũ khí, kho chứa UAV và các UAV. Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga gây hơn 1.800 thương vong cho phía Ukraine trong tuần. Nhóm tác chiến phía Tây của Nga gây hơn 3.440 thương vong cho phía Ukraine trong tuần. Nhóm tác chiến phía Nam của Nga gây hơn 4.380 thương vong cho phía Ukraine trong tuần. Nhóm tác chiến phía Đông của Nga đã gây hơn 980 thương vong cho phía Ukraine trong tuần. Nhóm tác chiến trung tâm của Nga giành quyền kiểm soát thêm 4 khu định cư ở Donetsk và gây hơn 2.785 thương vong cho phía Ukraine trong tuần. Nhóm tác chiến Dnipro của Nga đã gây ra hơn 680 thương vong cho phía Ukraine trong tuần. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần qua, các đơn vị máy bay tác chiến, chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh Nga phá hủy 2 hệ thống tên lửa phòng không S-300BS, 3 bệ phóng tên lửa đất đối không H, 2 bệ phóng tên lửa phòng không Patriot và hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất. Ngày 12 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga công bố báo cáo ước tính tổn thất của Nga trên chiến trường Ukraine đã lên tới đỉnh điểm trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua. Bộ Quốc phòng này cho biết thương vong trung bình hàng ngày của Nga lần lượt là 1.262 trong tháng 5 và 1.163 trong tháng 6. Tổng cộng, Nga có thể chịu tổn thất lên tới 70.000 binh sĩ trong 2 tháng qua, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh. Bộ này cho biết những tổn thất nêu trên phần lớn là do việc Nga mở tuyến đánh mới vào tỉnh Kharkiv hồi đầu tháng 5. Mặc dù hướng đánh mới đã làm tăng áp lực lên tiền tuyến, nhưng mà lưới phòng thủ hiệu quả của Ukraine và sự thiếu đào tạo của quân Nga đã làm giảm khả năng Moscow trong việc tạo ra thành công chiến thuật trong khu vực. Theo Bộ Quốc phòng Anh, hãng tin Eurobeam Radar hồi ngày 13 tháng 6 dẫn lời một nguồn tin tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức NATO, giấu tên rằng tổn thất của Nga trong cuộc tấn công Kharkiv là rất khủng khiếp. Ngày 25 tháng 5, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky nói rằng tổn thất của Nga trong cuộc tấn công là rất lớn, cao hơn 8 lần so với những gì mà quân Ukraine phải gánh chịu. Các con số nêu trên đều không được xác minh độc lập, vì Nga chưa lên tiếng về báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh. Theo trang web Bộ Quốc phòng Úc, tối ngày 11 tháng 7 giờ địa phương, Úc công bố gói hỗ trợ quân sự lớn chưa từng có cho Ukraine với tổng giá trị gần 250 triệu đô la Mỹ. Bộ Quốc phòng Úc cho biết gói viện trợ mới sẽ bao gồm tên lửa phòng không, vũ khí không đối đất, bao gồm vũ khí dẫn đường, vũ khí chống tăng, đạn pháo, súng cối, đại bác
và vũ khí nhỏ. Gói viện trợ này nâng tổng mức viện trợ quân sự của Úc cho Ukraine lên 1,1 tỷ đô la Mỹ. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua ác liệt trên khắp mặt trận, đặc biệt ở tỉnh Kharkiv, Donetsk. Ngày 11 tháng 7, ông Nazar Volosin, người phát ngôn của nhóm quân Khotosia của Ukraine, cho biết tỉnh Kharkiv, lực lượng Ukraine đang cố gắng giành lại các khu vực đã mất và đánh hạ quân Nga, theo tờ The Kyiv Independent. Ở mặt trận này, ông Volosin cho biết quân Nga mất hơn 180 binh sĩ, một số xe chiến đấu bọc thép, 9 hệ thống pháo, 11 xe cơ giới cùng các trang thiết bị quân sự và 70 hầm trú ẩn trong ngày. Trong diễn biến liên quan, cũng trong ngày 11 tháng 7, Kyiv Independent dẫn lời ông Maxim Zorin, phó chỉ huy lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine, rằng Ukraine đã ngăn chặn kế hoạch của Nga nhằm tiến công và kiểm soát làng Borova, tỉnh Kharkiv. Nga không chiếm được khu vực nào và hiện tình hình đang nằm dưới sự kiểm soát của lữ đoàn tấn công số 3 Ukraine. Hồi tháng trước, lữ đoàn này cho biết nhiệm vụ trước mắt của quân Nga là tiến đến làng Chernesia, Brodsk, Geneva, rồi chiếm làng Borova đều ở tỉnh Kharkiv. Điều này đã cho phép quân Nga tiến đến tỉnh Luhansk. Ở mặt trận Donetsk, ông Volosin cho biết tình hình ở thành phố Torres không có sự thay đổi đáng kể vì giao tranh ác liệt vẫn xảy ra ở ngoại ô thành phố khi mà Nga tích cực dùng các lực lượng không quân gồm bom lượng và tên lửa để tấn công dồn dập vào thành phố. Ông Volosin nói thêm rằng quân Nga có ý định tiến vào thành phố này và lực lượng Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công dữ dội đó. Ông Volosin cho biết quân Nga mất hơn 40 binh sĩ, một số hệ thống pháo và một phương tiện cơ giới ở hướng này. Cũng theo ông Volosin, trong ngày 11 tháng 7, Nga mở 24 cuộc tấn công ở gần các khu định cư tỉnh Donetsk là Vinnytsia, New York, Torres và Deliivka. Hiện tại, lực lượng Ukraine đang chiến đấu để giành lại quyền kiểm soát làng New York, nơi mà quân Nga đang tích cực mở các đợt tấn công. Cập nhật chiến sự ngày 11 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật và giành quyền kiểm soát làng Volkhov, tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn TASS. Bộ này cũng cho biết các nhóm quân của Nga đã ở khắp tiền tuyến, đã tấn công vào các lữ đoàn Ukraine, gây thương vong lớn. Đáng chú ý nhất là nhóm tác chiến phía nam của Nga gây khoảng 700 thương vong do quân đội Ukraine, cũng như là phá hủy một xe tăng, một bệ phóng tên lửa đa nòng RAD cùng với nhiều thiết bị quân sự khác. Theo đó, nhóm tác chiến phía nam tấn công các lữ đoàn Ukraine ở gần khu định cư Trasipya, Konstantinovka, Kurakovo và Liinka đều ở tỉnh Donetsk. Ngoài ra, nhóm tác chiến phía bắc của Nga gây thương vong cho 5 lữ đoàn quân đội Ukraine tại các khu vực gần các khu định cư Posovka, Novenskoye và Veselovka ở tỉnh Sumy, Volchansk và Lipsy ở tỉnh Kharkiv. Hậu quả là Ukraine mất 355 nhân sự, một xe tăng và 6 xe bán tải cùng với nhiều trang thiết bị quân sự khác. Còn nhóm tác chiến phía tây của Nga gây thương vong cho lữ đoàn Ukraine ở gần các khu định cư Sinkotka và Berestovoye ở tỉnh Kharkiv và tại rừng Serevryansky ở tỉnh Donetsk đã khiến cho 460 lính Ukraine thương vong, phá hủy một xe tăng, 3 xe bọc thép chở quân cùng nhiều trang thiết bị khác. Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tại thủ đô Washington DC, Mỹ, ngày 11 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 255 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Theo The Kyiv Independent, đây là gói viện trợ thứ 8 được chính quyền ông Biden thông qua kể từ cuối tháng 4 khi Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ khủng trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Sau đó cũng trong ngày 11 tháng 7, Lầu Năm Góc thông báo danh sách đầy đủ các thiết bị và đạn dược mà Ukraine sẽ nhận được trong gói viện trợ mới nhất này. Gói này bao gồm một hệ thống phòng không Patriot, đạn dược cho hệ thống tên lửa phòng không NASAMS, đạn dược cho hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, tên lửa phòng không Stinger. Mỹ cũng cung cấp cho Ukraine các hệ thống chống tăng Javelin và AT-4, đạn dược vũ khí hạng nhẹ cũng như là phụ tùng thay thế, bảo trì và các thiết bị phụ trợ khác. Ưu thế tạm thời của quân Ukraine trên hướng gần Kharkiv. Ukraine đã tái chiếm các vị trí ở phía bắc thành phố Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nằm ở phía bắc, trong lúc Nga vẫn kiên trì tiến thêm từng bước ở mặt trận phía đông. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW trụ sở tại Washington nhận định vào hôm 9 tháng 7, các binh sĩ Ukraine gần đây đã giành lại được các vị trí gần hoặc ở bên trong Kharkiv. Kharkiv là một khu định cư sát với biên giới Nga và nằm về phía đông bắc thành phố Kharkiv.
Hồi đầu tháng 5, Nga phát động chiến dịch tiến công xuyên biên giới vào tỉnh Kharkiv, nhanh chóng chiếm được một số ngôi làng nằm về phía bắc thành phố Kharkiv, thủ phủ của tỉnh cùng tên. Đụng độ cũng nổ ra quanh thị trấn biên giới Volchansk và khu định cư Stasisya nằm về phía tây nam của Volchansk. Moscow nhanh chóng giành quyền kiểm soát đối với một số khu định cư trong khi giới chức Kiev cảnh báo rằng đối phương đang hy vọng chia nhỏ nguồn lực hạn hẹp của Ukraine, lôi kéo binh sĩ và vũ khí của Ukraine khỏi những nơi khác trên tiền tuyến. Trong một cập nhật tình hình tác chiến vào sáng sớm ngày 10 tháng 7, quân đội Ukraine không đề cập Kharkiv. Tuy nhiên, họ cho biết giao tranh diễn ra căng thẳng ở khu vực bao gồm Volchansk, Starisia và Lipsy. Thị trấn Lipsy nằm trực tiếp về phía nam của Kharkiv. Dịch xuống phía nam, ISW cho biết Moscow đã tiến một chút về phía đông nam của Chasovia, một thị trấn chiến lược mà Nga đang hy vọng chiếm được hoàn toàn. Thị trấn này nằm về phía tây của thành phố Bakhmut, Artemovsk, hiện do Nga kiểm soát. Quân đội Ukraine thông báo vào hôm 10 tháng 7 rằng họ đã chặn được 12 cuộc tấn công của Nga quanh Chasovia và các ngôi làng lân cận trong ngày trước đó. Moscow cũng tấn công gần thành phố Torezh của tỉnh Donetsk nằm về phía tây nam Bakhmut và về phía đông của thành phố Porozh. Kiev thường xuyên thông báo giao tranh ác liệt dọc theo tiền tuyến uốn lượn ở phía đông của Torezh và Pokrovsk, thành phố nằm về phía tây của thị trấn Avdiivka mà Nga giành được quyền kiểm soát vào tháng 2 vừa qua. Về phần mình, Moscow vào ngày 10 tháng 7 tuyên bố lực lượng của họ đã cải thiện vị trí quanh Chasovia, vô hiệu hóa 600 binh sĩ Ukraine dọc theo đoạn chiến tuyến này. Theo Moscow, quân Nga cũng tiến công vào lực lượng Ukraine quanh Torezh và đẩy lui 5 cuộc phản kích của Ukraine trong khu vực này. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.